Sau khi phóng sự, thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng, người chữa các bệnh về xương khớp bằng phương pháp cấy chỉ đầu tiên ở Việt Nam, được phát sóng, rất nhiều bệnh nhân khắp mọi nơi đã gọi điện liên lạc với chúng tôi nhằm muốn biết thêm thông tin về vị bác sĩ tài năng này. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của bệnh nhân bị xương khớp ở khắp mọi nơi, nhóm phóng viên chúng tôi làm tiếp phóng sự này nhằm cung cấp cho các bạn những thông tin bổ ích liên quan tới phương pháp cấy chỉ, chữa bệnh xương khớp và cách chữa xương khớp của thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng. Để quý vị và các bạn có thể dễ dàng tìm đến địa chỉ chữa bệnh xương khớp tốt nhất hiện nay. Chúng tôi tìm đến phố Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Từ lâu, đây đã là địa chỉ tin cậy của những bệnh nhân mắc các bệnh về xương khớp, dây thần kinh, bệnh liên quan tới đường hô hấp, thu hút hàng trăm lượt bệnh nhân đến khám mỗi ngày. Chúng tôi có cuộc phỏng vấn nhanh với một số bệnh nhân tại đây. Anh tên là Nguyễn Tiến Giao, năm nay anh 46 tuổi. Thứ nhất là anh bị đau lưng. Đến cách đây nửa năm thì nó mới đau dữ dội như thế này. Thì bây giờ nó chèn xuống một bên mông với tất cả một cái bên chân đấy. Bây giờ là anh bị gần như bị liệt đấy. Nhưng mà đến đây thì anh được cấy chỉ một lần rồi. Thì nó cũng đỡ hơn mà anh đã đi lại được. Thì anh cũng đã đi lại vận động được, đi bằng xe máy được rồi. Thưa thạc sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng, theo chúng tôi được biết, cấy chỉ rất phổ biến trên thế giới, nhưng ở Việt Nam thì phương pháp này rất ít người biết đến. Vậy xin bác sĩ cho khán giả được biết cấy chỉ là gì ạ? Cấy chỉ là một phương pháp châm cứu đặc biệt. Thay vì đưa kim vào huyệt thì đã đưa chỉ vào huyệt. Chỉ vào huyệt là những cái chỉ cắt huyết, chỉ tự tiêu có nguồn gốc từ protein. Chỉ tự tiêu có thể tiêu đi trong vòng từ 10 đến 15 ngày. Và nó có tác dụng hiệu quả rất là cao so với châm cứu. Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội với tấm bằng thạc sĩ, hiện đang là trưởng khoa châm cứu của Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Nội. Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng có nền tảng về kiến thức chuyên môn vững vàng toàn diện. Với bàn tay khéo léo của mình, hàng ngàn người đã khỏi bệnh nhờ vị bác sĩ tài ba đức độ này.